Ngày 26 tháng 7, Tòa án Nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án cho vay lãi nặng và rửa tiền do Lê Thái Thiện, còn gọi là Thiện Soi, sinh năm 1965, trú xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, và Lê Thái Phong, con trai Thiện, sinh năm 1992 thực hiện. Theo điều tra từ năm 2018, cha con Thiện đã hoạt động trong lĩnh vực cho vay tiền lấy lãi suất cao với mức từ 3.000 đồng đến 4.500 đồng một triệu một ngày. Từ năm 2018 đến năm 2020, cha con Lê Thái Thiện đã cho 9 cá nhân vay tổng số tiền hơn 324 tỷ đồng với mức lãi suất vay từ 109% một năm đến 146% một năm và đã thu về gần 123 tỷ đồng tiền lãi. Trong đó, số tiền thu lợi bất chính khi thực hiện hành vi cho vay lãi nặng là gần 99 tỷ đồng. Sau đó, Thiện và Phong rửa tiền bằng cách dùng 60 tỷ đồng mà những người vay không trả được để nhận chuyển nhượng đất, vật liệu xây dựng của họ giống như cấn trừ nợ. Ngoài việc cùng cha cho vay lãi nặng, từ năm 2017 đến năm 2020, Phong còn cho 23 cá nhân vay số tiền hơn 1,1 tỷ đồng và thu lợi bất chính gần 495 triệu đồng. Cha con Thiện và Phong được nhiều người biết đến khi ở trong hai ngôi biệt thự giác vàng Thiện Soi, nằm ở mặt tiền quốc lộ 51 thuộc xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu.